Dạ vâng, thưa thầy, cho con hỏi là về phong tục cúng đưa ông Táo về trời vào ngày 23 tháng Chạp thì có nguồn gốc như thế nào và ý nghĩa như thế nào trong đời sống của người Việt ạ? Tục đưa ông Táo về trời đó là văn hóa của Trung Quốc. Về ý nghĩa ban đầu á, được xem như là một cái sự trình báo của ông Táo đối với các hoạt động tốt hoặc chưa tốt, tích cực hoặc chưa tích cực ở trong một hộ gia đình, trình bẩm lên trên Ngọc Hoàng, tức là Thượng Đế ở trên thiên đường, để theo đó Thượng Đế đó phán quyết tội hay phúc cho gia đình đó cho năm sau. Về nguồn gốc đó, thì chúng ta thấy là bản thân của câu chuyện này đó, đó là một cái cuộc chuyện tình tay ba, một ông hai bà, hay xin lỗi, một bà hai ông, rất là đau thương, nhưng mà đã được thần thánh hóa trở thành một cái câu chuyện báo cáo về các hành vi thiện ác ở trong một gia đình. Thì theo dân quốc Phật giáo đó, thì thực tế mà nói đó là không có ai xử phạt chúng ta từ cõi thiên đường thông qua Thượng Đế hay là các thần linh, mà các hành vi của chúng ta đó sẽ bị luật pháp giám sát. Và nếu có những gì mà trái với luật pháp đó, thì nếu có bị tố giác, có những cái bằng chứng vật lý, bị phán xử bởi một cái tòa án, thì chúng ta sẽ bị đền tội. Mà không á, thì chúng ta không phải chịu tất cả những gì như được xem như là một cái năng lực siêu nhiên áp đặt từ bên ngoài đối với chúng ta. Đối với Phật giáo thì ngày 23 tháng Chạp á, thì nó không có một ý nghĩa gì cả. Còn những chùa ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng cao nguyên, các thành viên tăng hoặc là ni ở trong ngôi chùa đó quá ít. Cho nên nhân dịp á, ngày 23 tháng Chạp á, thì mới nghỉ các cái sinh hoạt tu tập, tập trung vào việc dọn dẹp, vệ sinh, rồi bài trí, trang trí hoa xuân, cảnh Tết, để ngày 30 tháng Chạp làm lễ rau thừa. Và đó cũng là cái thời khắc mà theo văn hóa Phật giáo đó là Đức Phật Di Lặc ra đời để mở đầu cho một ngày mới của tháng mới, năm mới theo âm lịch, đặc biệt đó là nền văn hóa Phật giáo Đại Thừa. Thì nhân dịp và chia sẻ về việc tại sao không nên hưởng ứng tập tục đưa ông Táo về trời vốn có gốc rễ từ văn hóa Trung Hoa, cụ thể là Nho giáo, thì tôi cũng xin nói thêm á, đất nước Việt Nam chúng ta là có 4.000 năm văn hiến, cái khái niệm được sử dụng tương đương với văn hóa và văn minh. Thì hiếm có một quốc gia nào có được cái chiều dài nền văn minh lớn như thế, dài như thế, mà Việt Nam chúng ta là một trong những quốc gia này. Thì mình nên á, là xóa bỏ cái mặc cảm tự ti dân tộc và đề cao cái hãnh diện tự hào về văn hóa gốc của chúng ta. Và muốn làm như thế đó thì những gì thuộc tập tục không có gốc rễ văn hóa Việt Nam, nếu mạnh dạn chúng ta nên từ bỏ đó. Tại vì Nho giáo bây giờ nó không còn tồn tại tại Việt Nam, mặc dù chúng ta vẫn còn đó một vài cái đình thờ các thần, mà một số thần thì gắn liền với văn hóa Trung Hoa. Thì chúng ta cũng nên mạnh dạn đặt lại vấn đề này để chúng ta không có hưởng ứng nữa. Thì hiện nay đó, nó đang có cái dấu hiệu chúng ta đang là tự tình nguyện nô lệ hóa cái nền văn hóa Trung Hoa. Ví dụ trong gần 1.000 năm bắt thuộc, thì Trung Quốc không chỉ là áp dụng tại Việt Nam, mà bất cứ nước nào bị Trung Quốc xâm lăng và đô hộ đó, thì họ cũng đều nỗ lực xóa sổ văn hóa gốc, bao gồm chữ viết, rồi phong tục tập quán, để áp đặt cái nền văn hóa của họ, tôn giáo của họ, thần linh của họ lên trên đời sống của người dân ở những nước mà nhược tiểu hơn, và Việt Nam chúng ta là một. Thì bây giờ đó thì chúng ta đã phát triển rất tốt mọi phương diện, và chúng ta có gốc rễ văn hóa riêng. Thì cái gì mà nó không thuộc của Việt Nam thì chúng ta không nên tiếp tục duy trì, nhất là những tập tục rất mê tín và khoảng khoa học. Cho nên rất tiếc là trong thời gian qua đó thì có trên 50 tỉnh thành tình nguyện lấy ngân sách của Ủy ban Nhân dân tỉnh, và thực ra đó là tiền thuế của người dân thôi, xây dựng văn miếu. Rồi có lẽ là có một cái ngộ nhận giữa cái khái niệm văn miếu với việc thờ
tượng Khổng Tử trong văn miếu. Thì mặc dù cái văn miếu tại Hà Nội thì đó là cái đền đề cao về văn học, nhưng mà văn học trong thời kỳ Bắc thuộc đó, đó là văn học Đạo Nho. Và Đạo Nho thì lấy Khổng Tử làm nền tảng, những lời dạy của Khổng Tử gắn liền với bối cảnh sau hiện nay thì có nhiều điều rất mê tín, có nhiều điều đó phục vụ cho chính quyền quân chủ, nó không phù hợp với xã hội chủ nghĩa của chúng ta và không phù hợp với nhiều quốc gia thế giới. Cho nên ở phương Tây, bắt đầu từ Mỹ, Canada cho đến châu Âu, người ta đã không còn hưởng ứng cái học viện Khổng Tử, mà mình lại đi tình nguyện xây dựng hơn 50 văn miếu thờ Khổng Tử tại Việt Nam. Cái này thì tôi biết là cái này không phải là do cái ngoại giao của Trung Quốc, mà do vì những nhà lãnh đạo ở địa phương người ta nghĩ rằng đó, thờ văn miếu là thờ văn học, thờ những cái giá trị văn chương, chữ nghĩa. Nhưng mà thực ra cốt lõi của văn miếu là thờ Khổng Tử. Và cái gốc rễ tại sao thì bởi vì đó là cái nền văn hóa là Bắc thuộc, mà vốn chúng ta là bị nạn nhân, là nạn nhân bị áp đặt. Còn trong giai đoạn này đó thì chúng ta cần phải ngừng việc thờ văn miếu, chúng ta phải thế đó vào là thờ hay Bà Trưng, hay là thờ Phù Đổng Thiên Vương, hay là thờ Trần Hưng Đạo, tức là các vị anh hùng dân tộc. Chúng ta có rất nhiều các anh hùng dân tộc, và nó trở thành là văn hóa khóc của chúng ta. Cũng giống như khi qua Nhật Bản, trong các đền thờ thần đạo, ta thờ các vị anh hùng dân tộc của Nhật Bản. Ngay cả trong giai đoạn Thế chiến thứ hai thì Nhật Bản đi xâm lăng ở châu Á, bị lên án trên toàn cầu. Như vậy hiện nay các đền thần đạo họ vẫn thờ các vị tướng lãnh mà họ cho là có công, mà đó là ta đứng từ chủ nghĩa anh hùng dân tộc, chứ làm gì mà có thờ ông Khổng Tử hàng của Trung Quốc đâu. Vì Nhật Bản nè, Nam Bắc Triều Tiên cũng ảnh hưởng văn hóa Trung Quốc như Việt Nam chúng ta. Nhưng mà việc thờ phượng là gần như là rất là mang bản sắc bản địa, chứ không có giống như chúng ta ngày nay về văn hóa mình vay mượn quá nhiều vào Đạo Nho, mà Đạo Nho không còn tồn tại nữa ở Việt Nam. Vấn đề nằm chỗ đó. Còn nếu đó là một cái tôn giáo đang còn sống, giống như Phật giáo hay là một số tôn giáo khác, thì vấn đề nó là khác. Lần này là Đạo Nho không còn các đạo sĩ tại Việt Nam nữa. Theo tôi biết đó, còn một vài cái đền thuộc quá khứ rồi, chứ nó không có, cho nên là chúng ta không nên tiếp tục. Và mình đề cao văn hóa Việt Nam, độc lập về chính trị, độc lập về giáo dục, độc lập về kinh tế, độc lập về văn hóa, thì mới làm cho đất nước chúng ta hùng mạnh được. Chứ bằng không á, mất gốc rễ văn hóa tinh thần thì chúng ta trở thành nô dịch và nhiều yếu tố khác rất không hay. Thì nghi lễ cúng đưa ông Táo trong tập tục dân gian, con thấy là có nơi thì thực hiện vào buổi tối, có nơi thì thực hiện vào buổi trưa, rồi sau đó là còn thay hiên mũ, và thậm chí có nhiều người còn quăng cả bàn thờ xuống sông. Thì thầy thấy cái hành động này như thế nào và có ý nghĩa gì không ạ? Tập tục cúng hiên, giày, vật dụng, trái cây, hoa đối với việc đưa ông Táo về trời đó, thì ở miền Bắc, miền Trung, miền Nam là có khác nhau về hình thức. Và cái nội dung đó vẫn giống nhau ở chỗ người ta tin rằng là thông qua cái việc cúng kính đó đó, thì ông Táo đó giống như ông được mua chuộc, ông được lấy lòng, ông sẽ về báo trình trên Thượng Đế đó những việc tốt thôi. Và như vậy nếu việc đó mà có sự thật đó, thì đây là một sự giả dối. Đó là một hình thức đó, là mãi lộ, hối lộ để mà người ta không có tố giác những cái điều xấu của bản thân mình. Cho nên cái việc cúng kính đó đó, nó là chủ nghĩa hình thức thôi. Và hiện nay đó thì tại Việt Nam á, chúng ta phải ý thức rõ đó, Nho giáo chỉ còn là một ý thức hệ triết học thôi, triết học, và nó phục vụ cho chế độ quân chủ, nó không còn phù hợp lắm đối với cái nền văn hóa Việt Nam và cái bối cảnh xã hội hiện đại của Việt Nam. Và cũng hiếm có một gia đình nào đó là đi theo Đạo Nho, nó thẳng vậy đó, tức là trong bối cảnh của nước Việt Nam á. Như vậy cái tập tục cúng ông Táo về trời là của Đạo Nho, mà Đạo Nho hiện nay là gần như không còn hoạt động nữa ở Việt Nam, thì tập tục đó tôi nghĩ rằng là cũng đã đến lúc mà chúng ta phải khép lại. Và những gì đó nó thuộc về truyền thống văn hóa của Trung Hoa, không phải là gốc rễ căn cước tinh thần văn hóa của người Việt Nam á, thì chúng ta cũng phải hết sức sàng lọc
và những gì thuộc về mê tín thì chúng ta không nên làm theo. Tại đến lúc nào đó chúng ta cũng phải giải phóng cái tập tục này. Thì ngoài cái việc mà cúng ông Táo thì người ta còn cúng nhiều thứ khác, chẳng hạn như là phóng sanh các cái loại cá, rồi có bao ni lông, rồi thả xuống các sông. Thì sau một cái ngày 23 và 24 nha, cả hai ngày đó ta cúng, hoặc có nơi ta cúng 22, 23 thì biết bao nhiêu là cái ô nhiễm môi trường xảy ra. Cho nên đó, cái việc cúng đó dù là ban đêm hay là dù là ban ngày hoàn toàn là vô nghĩa, nó không có ý nghĩa gì hết á. Tại vì cái này nó là giống như một sự mua chuộc mà. Mua chuộc đang khi á, là thế giới này đó, đặc biệt là Việt Nam chúng ta đang hướng đến một chủ nghĩa pháp quyền để tạo ra cái công bằng xã hội, mọi người trước luật pháp. Thì các hình thức là lấy lòng mua chuộc đó, mà nếu mình khích lệ nó đó thì tôi không nghĩ rằng là nó là một cái điều tốt về phương diện đạo đức, phương diện luật pháp, phương diện văn hóa. Và hãy đề cao cái tính công bằng, để ai làm tốt thì được thưởng, ai làm xấu thì bị trừng phạt. Các hình thức thưởng thì chúng ta thấy là có huân chương nè, rồi có bằng khen nè, các cấp, rồi có các hình thức khen thưởng khác nữa. Còn đối với những cái hình thức mà vi phạm luật pháp thì phải đền tội trước pháp luật thôi. Chứ còn giờ mình hình thức là đi mua chuộc ông Táo để giảm nhẹ những cái điều xấu trong gia đình là điều không nên. Có thể như vậy thì qua những gì mà thầy chia sẻ thì có thể thấy là cái việc mà cúng ông Táo mà cúng bằng cá chép giấy hay là cá chép sống thì cũng không quá quan trọng từ những điều thầy vừa chia sẻ. Đúng vậy, thì vậy tức là chúng ta thấy cả hai hình thức cúng cá chép đó, đều không quan trọng. Và về góc độ mình nói là góc độ chân lý đó thì nó rất là vô lý. Ở chỗ đó con cá chép đó, thường nó sống ở trong ao hồ. Nói chung thế giới cá không thể sống ở trên cái bối cảnh không gian, cũng không thể sống ở trên bối cảnh địa lục, tức là trên đất, nó chỉ sống ở dưới nước thôi. Như vậy bây giờ mình cúng cá chép mà nước thì không thể đụng được trên trời, cái không gian dưới nước hay cái này khoảng cách rất là, thậm chí là có những trường hợp đó là vô cực. Thì việc mà cúng mà đưa con cá chép về trời để trình tấu lại đó, dường vũ môn vân vân, thì cái tất cả những thứ này đó thì tôi cho rằng nó rất là phi lý, không có sự thật gì trong trọng. Còn lúc đầu thì ta cúng cá chép thật, vì sau này những hộ gia đình tiết kiệm đó thì thay vì mua cá chép thật tốn tiền thả xuống sông nước đó, thì những cái người ở sông nước ta nhân bắt lại hết, sau ta lấy con cá đó ta đây tiếp tục để bán lại hoặc là cho các cái mục đích tiêu thụ khác. Còn cá giấy đó thì tiết kiệm nhưng mà nó gây ra cái ô nhiễm, tức là thả trên giấy thì chúng ta biết rồi, nó có thể dẫn đến nghẹt rồi ô nhiễm. Và thả cá thiệt cũng vậy, thì có phải bọc ni lông xong người ta quăng đại. Ý thức vệ sinh công cộng của người Việt Nam chúng ta thì vẫn chưa đạt được như là công dân Nhật Bản. Cho nên là các tập tục này đó, ngoài cái tình trạng mà hối lộ để tạo ra cái điều bao che, thì nó còn là một cái tập tục mê tín phi chân lý, nó rất là vô lý. Còn đứng từ gốc rễ văn hóa đó thì đạo nho không còn nữa ở Việt Nam, mà bây giờ chúng ta cứ phục hồi các hình thức đạo nho mà vốn nó không phù hợp thì tôi nghĩ rằng là không nên. Vâng thưa thầy, vậy thì tạm khép lại câu chuyện về ông Táo. Nhưng mà vào những ngày cuối năm thì người Việt hay có thói quen là sẽ dọn dẹp ban thờ và rút bớt chân nhang. Vậy thì con muốn hỏi thầy là việc lau dọn ban thờ thì nên thực hiện như thế nào để đảm bảo tính tôn nghiêm và bày biện được đúng với nghi lễ? Có hai thói quen văn hóa, tạm gọi đó là tập tục, ở tại miền Bắc và Bắc Trung Bộ so với miền Nam, tính từ Quảng Trị cho đến Cà Mau. Thì trong cái tập tục của người miền Nam á, thì ảnh hưởng từ Phật giáo tôi nói là khá mạnh. Cho nên đó, việc lau dọn bàn thờ đó là công việc mỗi ngày, giống như mỗi ngày cơ thể chúng ta cần một lần tắm để sạch sẽ, cũng phải quét nhà một hai lần để đảm bảo vệ sinh. Nhưng mà rất tiếc do mê tín, người ta tin rằng là phải để chân hương đó suốt cả một năm, rồi đến cái ngày đưa ông Táo về trời đó mới làm vệ sinh. Có người bận rộn hơn nữa thì đến cái ngày 29-30 âm lịch trước Tết thì mới làm. Và điều đó vô tình đó, việc thờ phượng ông bà tổ tiên của chúng ta trên bàn thờ là không có được trang trọng. Bây giờ chúng ta cứ hình dung nếu mình là người sống ở trong một cái phòng
mà nó bị phủ dày bởi những cái lớp bụi, không được lau, không được quét, không được dọn dẹp, chắc chắn là nó ảnh hưởng đến sức khỏe lắm. Và mình ra vào đó, sinh hoạt ở trong đó không cảm thấy thoải mái tí nào. Cho nên mặc dù biết rất rõ rằng là theo những Phật giáo, sau khi chết tất cả người thân chúng ta đều phải tái sinh, không có trường hợp quay lại, vì đó là bảo toàn năng lượng, mà chết xong rồi tái sinh tiếp tục, cái vòng tròn tái sinh đó là không cùng tận. Thì chúng ta cũng phải làm vệ sinh giống như văn hóa của Phật ở Việt Nam, tức là làm mỗi ngày. Còn đối với những người bị ảnh hưởng bởi nền văn hóa miền Bắc và Bắc Trung Bộ đó, thì người ta quan trọng cái sự linh thiêng, chứng giám của ông bà tổ tiên mà bố là không còn nữa ở ngay ngôi nhà của họ, thì họ tin rằng là các cây nhang mà được uống công lại đó, thì đó là được sự chứng giám, các cái lời cầu nguyện thầm kín hay công khai của họ đó sẽ được thành tựu. Đây là mê tín, bởi vì những nhà sản xuất nhang rất là tinh vi về khai thác tâm lý tiêu dùng của người thờ phượng, thì họ mới dùng một cái loại cây á, tẩm với những cái hóa chất, mà khi đốt lên đó thì tự động nó sẽ được uống công, cái lõi của cái cây đó nó không có bị rã ra thành như là tro bụi, mà nó còn lại, mình tạm gọi là than á, than của cái chân hương, thì tạo ra một vòng tròn như thế, thì bụi nó sẽ rớt xuống, nếu mà có một cái cơn gió thoảng qua thôi thì cái chân tim giang đó nó sẽ còn lại thêm một vòng tròn, mà bụi nó rớt xuống trên bàn nó lan ra đầy hết. Nếu lúc đó chúng ta có thờ nước, cúng nước thì bụi nó bám vào trong nước, nước đó cho nên là vô ích. Còn nếu mà chúng ta cúng nước sạch, có đậy nắp lại, cúng trong vòng nửa tiếng xong rồi chúng ta lấy uống, thì chúng ta không có phí phạm nước và bàn thờ thật là sạch sẽ. Cho nên là theo văn hóa Phật giáo đó, thì nói chung là việc lau quét bàn thờ đó phải diễn ra mỗi ngày, hoặc tối thiểu phải 2-3 ngày một lần, chứ đừng nên chờ đến những ngày cuối năm hay là cái ngày đưa ông Táo về trời. Dạ. Thế nhưng mà vậy thì lau dọn thờ sẽ lau bằng nước sạch hay là lau bằng rượu lên những bức tượng và bát nhang hay là ly chén ở trên bàn thờ? Đối với sàn của bàn thờ, tôi tạm gọi như thế, thì tùy theo cái chất liệu. Nếu là chất liệu kim loại thì việc lau nước nó sẽ dẫn đến oxy hóa sét. Nếu là gỗ thì chúng ta cũng phải lau khô bằng cách nào đó, thì để cho nó không ảnh hưởng đến cái mặt bằng của bàn thờ. Còn đối với thân tượng Phật, nếu quý vị có thờ Đức Phật hay là các bậc sáng lập tôn giáo của mình, thì cũng tùy theo cái chất liệu làm ra tượng đó mà chúng ta chọn cái loại chất lỏng nào pha hợp với lại vải sạch đó để mình lau cho sạch. Đối với gỗ, nhất là có sơn, son, thép vàng, thì việc chúng ta lau bằng nước là tối kỵ, nó sẽ bị oxy hóa, nó sẽ làm cho bị hư nhanh hơn. Thì lúc đó chúng ta chủ yếu là dùng cái dụng cụ hút bụi. Bây giờ chúng ta có dụng cụ hút bụi rất là rẻ tiền, thì chúng ta nên mua dụng cụ hút bụi hút cho sạch. Còn trường hợp là đồng gì đó thì chúng ta có thể đánh bóng lên, chứ đừng có lên lau bằng nước, chứ không phải nhất thiết lúc nào cũng phải là dùng rượu, bởi vì có những cái vật liệu đó, rượu đó nó không tốt. Thì nói tóm lại, miễn là làm sao cho thật là sạch, trang nghiêm, thì ý nghĩa tôn kính trong việc thờ phượng của chúng ta đối với các đấng thiêng liêng sáng lập ra tôn giáo của mình, trong đó có về phương diện gia tộc đó, thì có ông bà tổ tiên của mình, thì mới thật sự là trọn ý nghĩa. Thưa thầy, vậy cho con hỏi là trên bàn thờ ông bà tổ tiên thì nên có bao nhiêu ly nước, bao nhiêu ly rượu và bình bông cùng với để trái cây thì để bên trái bên phải như thế nào cho chính xác ạ? Về bản chất đó, thì theo Phật giáo đó, sự ăn chỉ diễn ra đối với người còn cháu đó. Và ở đây thì chúng ta thấy là Phật giáo nó trùng với lại y khoa hiện đại. Còn người đã chết rồi thì không còn động tác nhai, động tác nuốt, động tác tiêu hóa sẽ không diễn ra. Do đó đó, việc cúng kính theo Phật giáo đó là cúng thực phẩm chay, vì chỉ là biểu tượng thôi mà. Nếu mình nói mình thương kính người quá cố, hay là thương tôn kính bậc thiêng liêng, mà mình không có bày tỏ ra bằng cái gì cụ thể là lễ vật, thì cũng rất là khó đo được tấm lòng chúng ta về phương diện hình thức ở góc độ tương đối. Cho nên đó là lễ đó thì nó là tượng trưng thôi. Do đó cúng ông bà tổ tiên theo Phật giáo cho nên cúng các thực phẩm chay, tránh tình trạng cúng các món ăn ruột. Thì thường con cháu nghĩ rằng là lúc ông bà mình còn sống là thích ăn phở thì bây giờ phải cúng phở, thích ăn cơm tấm thì cúng cơm tấm, cái đó là hoàn toàn vô nghĩa.
vừa tốn tiền mà vừa gián tiếp tạo ra các cái nghiệp sát không cần thiết. Còn đối với việc thờ phượng Đức Phật thì chủ yếu là cúng trái cây rồi hoa đó thì đỡ tốn tiền, thì quý vị có thể mua hoa giải hay là hoa mũ rửa sạch lau sạch. Còn trái cây thì nên là trái cây thật, thì mình cúng khoảng chừng 1-2 ngày mình đem xuống ăn, chứ đừng có để quá lâu rồi bị oxy hóa rồi phải vứt bỏ là phí phạm. Cái quan trọng là vẫn là dân cúng ở tấm lòng thôi. Cho nên trong triết học Phật giáo đó thì người Phật tử được khích lệ là dân cúng Đức Phật bởi năm giá trị. Thứ nhất đó, là đạo đức, thứ hai đó là trí tuệ, thứ ba đó là thiền định, thứ tư đó là giải thoát, tức là tháo mở mình ra khỏi các rối buộc tâm, và thứ năm đó là cái kiến thức biết rõ rằng mình giải thoát khỏi các nỗi khổ niềm đau. Thì mình sống được với năm cái phẩm giá đó thì là một hình thức dân cúng Đức Phật một cách thiết thực nhất. Thì các cái hình thức đó được khích lệ rất cao trong các nghi thức tụng niệm của Phật giáo. Cho nên là người Phật tử thuần thành sẽ không chú trọng về cái việc cúng dường Phật, ông bà tổ tiên bằng các vật thực. Mà nếu có đó thì chỉ cần 3 ly nước nè, một dĩa trái cây, một cái hoa chậu hay là hoa bình hay là hoa trang trí cắm theo kiểu hiện đại. Còn theo mặt ước thì thực ra nó không có một cái quy định bắt buộc là trái cây bên tay trái, hoa bên tay phải. Mà thông thường các chùa là trái cây bên tay trái, hoa bên tay phải. Quý vị có thể làm ngược lại không sao, vì nó không có một cái kiêng cử gì hết. Miễn làm sao khi quý vị đặt trái cây và hoa, rồi lưu hương, rồi nước, rồi các vật cúng khác, rồi chân đèn, làm sao nó tạo ra tính trang nghiêm. Mà khi chúng ta có cơ hội đứng trước bàn thờ của Phật, bàn thờ ông bà tổ tiên, mình cảm thấy là lòng tôn kính được xuất hiện, để chúng ta nhớ cái nguồn gốc ra đời của mình, và mình cam kết giữ truyền thống cao quý đó để làm cho gia tộc ngày càng tốt đẹp hơn. Còn người Phật tử thì không có cúng ông bà tổ tiên bằng rượu, như đã nói là đâu có ai ăn uống được đâu. Thì cái việc cúng rượu nó chỉ thích hợp với văn hóa Nho giáo, nhất là cúng ở trong đình. Đình đó là thờ ông, còn đền đó thì phần lớn là thờ bà. Thì thờ ông á, cúng rượu tôi nghĩ là các ông là luôn luôn uống rượu cho nên mới cúng các thằng bằng rượu. Còn cúng Phật thì không nên cúng bằng rượu. Còn ông bà tổ tiên chúng ta đâu phải ai cũng biết uống rượu, và nhất là các bà ngoại, bà nội, bà cố, bà sơ thì đâu biết uống rượu. Cúng rượu là vô ích, mà ngay cả nếu là người nam biết uống rượu đi nữa cũng không có tiêu thụ được, nên không cần thiết phải uống rượu. Không cần uống rượu, cúng nước sạch là được rồi. Dạ, thưa thầy, con thấy là ngày Tết thì trên bàn thờ nhà nào cũng có một mâm ngũ quả. Thì cái cách mà lựa chọn mâm ngũ quả trong dân gian ngày nay là thường hay đọc chật từ những cái tiếng trái cây để tạo thành một cái câu giống như là cầu dừa lũ xài hay gì đó. Nhưng mà trong văn hóa Phật giáo đó thầy, thì cho con hỏi là mình chọn trái cây theo ngũ hành hay là như thế nào ạ? Ngũ hành đó là văn hóa của Phật giáo, thể hiện cái sự tương sinh và tương khắc. Tương sinh đó tạo ra thuận lợi phát triển, tương khắc á, thì nó dẫn đến cái sự loại trừ, thậm chí là nó bị âm, tức là bị tổn thất. Cho nên là văn hóa Nho giáo thì rất là nhấn mạnh đó, mà mỗi một cái màu đó nó tượng trưng cho kim, mộc, thủy, hỏa và thổ. Còn Phật giáo thì hoàn toàn không có học thuyết này, và đi ngược lại cái quan điểm đó. Cho nên là đối với người tu học Phật đó, thì việc chúng ta cúng bất cứ một loại trái cây nào cũng có giá trị giống như nhau, dầu trái cây đó mất tiền hay là tiền bình thường hay là tiền rẻ, thì không có sự khác biệt. Cái giá trị của sự cúng vẫn ở lòng tôn kính thôi. Cho nên là đừng quá bận tâm đến những cái loại trái cây mà cái việc phát âm trong tiếng Việt đó nó liên hệ như những điều mà chị vừa nêu đó, làm cho người ta tin rằng là từ cái việc cúng này người ta có được những cái thành quả đó. Thì đây nó phản ánh về một cái tâm lý cầu mong của những người an phận thủ thường. Ta muốn xong trong một năm ta được ví dụ như cúng trái dừa, thì đọc trái âm thành là vừa, rồi trái đu đủ thì đọc ngắn gọn là thành đủ, trái xoài đọc trái âm là xài, là vừa đủ xài. Thì đây là một cái kỳ vọng rất là khiêm tốn, mà lẽ ra thì Việt Nam chúng ta hiện nay là đã vượt qua được cái nghèo, đang là một cái nước có thu nhập và trung bình khá. Thì trong vòng vài năm nữa, nếu chúng ta giữ được cái tăng trưởng GDP từ 6.9 cho đến 7.2 trong vòng 10 năm nữa, thì tôi tin rằng là cái nền kinh tế chúng ta sẽ rất là khá, có thể từ thu nhập 2.500 3.000 Mỹ kim
một năm trên mỗi đầu người có thể lên đến là 8.000 Mỹ Kim. Thì lúc đó thực ra thì đâu có cần thiết phải dừng lại ở vừa đủ xài, mà nó phải là giàu nữa chứ. Phải giàu chúng ta phải tin rằng mình sẽ đạt được cái ngưỡng khá và giàu đó, chứ đừng có dừng lại ở vừa đủ xài. Cho nên đừng nên mê tín hóa hình thức cúng cá trây bởi các cái tên gọi là đọc trại âm, đọc gần giống âm với những cái khái niệm mà chúng ta trong đại. Cái đó là hoàn toàn không có giá trị thật. Còn mình muốn thành công thì theo Đức Phật đó, thì nó phải có ba yếu tố. Thứ nhất đó, là tầm nhìn chân chính, để mình mới định hướng nghề nghiệp nào nó thích hợp, vừa hợp pháp mà vừa tạo ra được cái doanh thu. Thứ hai đó là kiên trì không bỏ cuộc nữa chừng. Thứ ba là siêng năng theo đuổi. Thì có được ba yếu tố đó thì sự lập nghiệp chúng ta sẽ chắc chắn thành công. Thế này còn đêm giao thừa thì hiện nay một số chùa cũng tổ chức cúng ngay đêm giao thừa, mà người dân Phật tử là lên chùa đón giao thừa, sau đó là xin lộc từ chùa về. Thì đây cho con hỏi là cái việc xin lộc và cúng giao thừa ở chùa đã có từ khi nào, và cái tập tục này có ý nghĩa như thế nào trong đời sống văn hóa của người Việt? Việc Phật giáo đến một quốc gia nào đó thì Phật giáo cho phép người tu học Phật bao gồm tăng ni Phật tử hưởng ứng văn hóa Tết, tức là ngày đầu tiên của năm mới ở tại quốc gia đó. Ví dụ như ở Ấn Độ đó thì họ không có khái niệm Tết như giống như chúng ta, hay là khái niệm Tết như là ở phương Tây. Cái ngày Tết của họ là gắn liền với tôn giáo, đó là hoàn toàn mang tính yếu tố tôn giáo thôi. Cho nên đó là gần như là họ không có cúng giao thừa. Thì khi mà Phật giáo qua Việt Nam thì mới có văn hóa cúng giao thừa. Thì quán cúng giao thừa của Phật giáo Đại Thừa ở tại Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên thì gắn liền với sự có mặt của Đức Phật Di Lặc trong tương lai qua hóa thân của Hòa Thượng Bố Đại, với một cái thân hình to tròn, bụng lớn, tượng trưng sự bao dung, quảng đại, tha thứ, vô ngã, vị tha, rồi gương mặt cười hoan hỷ để trải nghiệm các giá trị hạnh phúc chất lượng cao trong cuộc sống. Thì như vậy thì trên nền tảng của nền văn hóa gắn liền với sự có mặt của Đức Phật Di Lặc đó trong tương lai đó, vào ngày mùng 1, do đó mà người Phật tử có thể nói là khoảng từ thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch bắt đầu đã có tín ngưỡng hóa cái ngày lễ giao thừa. Thì vì đi giao thừa đó là cái chuyển thời khắc kết thúc của năm cũ để mở ra một cái năm mới gắn liền với Đức Phật Di Lặc, cho nên là chúng ta đã có thói quen đi chùa từ hàng nghìn năm rồi. Còn tại Việt Nam của chúng ta thì tập tục này đó nó không chỉ dừng lại ở cái lễ giao thừa đó, mà sau cái lễ giao thừa đó thì tăng ni ở tại các chùa có một thời kinh. Trước đó thì có nơi thì giống 18 tiếng chuông, có nơi 21 tiếng chuông, có nơi 49 tiếng chuông, có nơi 108 tiếng chuông, bắt đầu cho năm mới. Rồi sau đó là một khóa kinh cầu thế giới hòa bình, cầu đất nước thịnh vượng phát triển, rồi gia đình cơm no ấm, còn mọi người hạnh phúc bình an. Sau đó là phát lộc tượng trưng. Thì cái văn hóa lộc á là nó của Trung Hoa, mà khi được Việt Nam tiếp thu á thì là có sàng lọc. Cái này đó nó tương ứng với lại cái văn hóa Phật giáo, đó là cái đồng tiền nền tảng cho sự nghiệp chân chính, một hình thức khích lệ để nhắc nhở những người tiếp nhận cái hồng bao lì xì đó hãy nỗ lực chân chính, không tin vào sự may rủi, không phó mặc cuộc đời của mình cho sự cuốn trôi của cuộc đời, rồi cũng không nên tin đó là có thượng đế thần linh nào chi phối cuộc sống hạnh phúc khổ đau của mình, mà tất cả là do mình đạo diễn hạnh phúc khổ đau, nghèo hay giàu do mình làm ra thôi. Thì bằng cách đó đó thì cái văn hóa này nó tạo ra một cái gì đó nó cũng rất là thiết thực. Rồi sau đó đó thì trong cái ngày mùng một Tết thì người Phật giáo sẽ có thói quen đi 10 cảnh chùa, tức là từ cái thời khắc giao thừa cho đến gần như hết một ngày của mùng 1 là đi 10 cảnh chùa. Có người đi cả 15 ngôi, 20 ngôi tùy theo sức khỏe và thời gian cho phép. Thì như vậy thì nó hòa quyện và nó tạo ra một cái gì đó mà ở cái ngày đầu tiên của năm mới đó, người ta nghĩ đến cái tốt đẹp cho nhau, tốt đẹp cho đất nước, tốt đẹp cho thế giới, cầu chúc những điều an lành. Còn việc đó đạt được hay không á thì nên thuộc vào cái nỗ lực cá nhân và tập thể, nhưng dù sao nó cũng là một sự quan tâm có giá trị.
với những gia đình Việt đó, thì vào 3 ngày Tết là kiêng không quét nhà nữa. Như vậy ở chùa thì mình có giữ cái điều kiêng cự như thế này không thầy, hay là việc này không có ý nghĩa gì đối với mọi kiêng cự theo Phật giáo đó phần lớn là mê tín. Và do đó Phật giáo không khích lệ các hình thức đó. Tại vì người ta quan niệm á, rác á, là biểu tượng cho tiền, rất là vô lý. Rác là những thứ mà nó làm cho con người giảm đi giá trị sức khỏe, rồi nó mất thẩm mỹ, nó chướng ngại trong cái việc di chuyển và sinh hoạt ở trong gia đình. Nhưng mà không biết tại sao và từ đâu mà ta lại biến nó trở thành là biểu tượng của tiền. Cho nên ta nghĩ rằng khi quét rác ra khỏi nhà có nghĩa là đẩy tiền ra bên ngoài. Mà để tiền ra ngoài là tượng trưng cái gì? Tiền ra mà không vào, tức là trở thành là nghèo. Từ đó cái mê tín này đó, nó làm cho nhiều người kiêng cử những thứ mà thật sự không cần thiết. Đang khi đó thì trong cái dịp Tết ta còn đốt pháo. Bây giờ chúng ta đã bỏ đốt pháo là quá hay, đã tốn tiền, đỡ ô nhiễm. Thì nhà đó có đầy xác pháo. Còn nếu không có pháo đó, thì ta trưng mai hay trưng đào. Thì hai cái chủng loại hoa đại diện cho văn hóa miền Nam miền Bắc này đó thì luôn luôn là rụng cánh. Chỉ vài ngày nó rụng, mà nếu mình không quét nhà thì rất là dơ. Các loại hoa khác thì chậm rụng hơn nhưng mà vẫn tạo ra những cái dơ nhất định. Cho nên trong chùa đó chẳng những không hề có, không hề tán đồng cho cái thói quen mê tín đó, mà ngược lại đó thì trong ngày 30 Tết, mùng 1 Tết cho đến là thậm chí là ngày rằm, cho đến ngày rằm luôn, rằm tháng giêng á, thì mỗi ngày phải quét nhiều lần. Ngày mùng 1 Tết là quét nhiều lần nhất. Còn đối với những ngôi chùa nào mà có lượng du khách đông, ngoài quét thường xuyên nhiều lần trên bàn thờ lẫn ở dưới sàn của chánh điện, thì người ta còn phải rút chân nhang rồi quét cái bụi nhang đó cũng nhiều lần. Thậm chí đó là ngoài cái việc mà rút chân nhang đó rồi, ta phải dùng cái dụng cụ nén nữa để nén cái tro nhang đó rớt ở trong cái lư hương đó, nó không có bị gió phất ra qua mà nó bị bay lên, nó tạo ra một cái không khí bị ô nhiễm. Tức là làm rất kỹ về cái chuyện đó, quét rất sạch mà quét rất là nhiều lần. Cho nên là cũng rất mong đồng bào Việt Nam hiểu rõ những cái tập tục đó là nó vừa là phản khoa học, không thể gọi là văn hóa được, nó là một cái thói quen tiêu cực. Thì chúng ta nên mạnh dạn từ bỏ, không nên sợ gì hết về những thứ này. Số chùa còn có xin quẻ đầu năm, thì biết xin quẻ đó là cái thuộc văn hóa của cái nhà đó thầy. Dân hóa xin quẻ đầu năm đó nó là một tập tục của người Trung Hoa. Thì Trung Hoa đó là nước mà có rất nhiều các loại bói toán. Bản chất bói toán á thì có một số nó phản ánh được cái tính khoa học trong nghiên cứu. Ví dụ như dịch biến, dịch đó là nó là một cái quá trình chuyển chỉ mà biến chứ không phải là cố định. Đang khi phần lớn các loại bói toán còn lại ở tại Trung Hoa đó thì dựa trên nền tảng của quy nạp. Mà quy nạp thì nó có quy nạp khoa học và quy nạp tùy tiện. Quy nạp thì nó đều lấy từ các cái thành quả thực tiễn, những điều đã xảy ra ở trong dân gian, người ta mới thấy cái xác suất nó xảy ra nhiều, người ta mới nâng nó lên thành là quy luật. Thực ra có những điều nó trùng hợp nhưng mà không mang tính quy luật. Cho nên bản chất của quy nạp á là khó có thể đảm bảo được tính chân lý ở trong nghiên cứu khoa học. Thì các bói toán nó cũng vậy, cho nên cái độ sai số của nó rất là cao, rất là cao. Thì như vậy thì từ cái nền văn hóa yêu chuộng cái sự bói toán về những cái điều tốt, điều xấu, điều hên, điều xui, hạnh phúc, khổ đau, thành công, thất bại, thì trong một ngàn năm bắt thuộc đó, người Trung Hoa đã truyền cho người Việt Nam. Và bây giờ chúng ta bị lệ thuộc thì rất nhiều đền miếu truyền bá cái văn hóa này nó là bình thường, vì trong các tôn giáo đó ta không có nghiêm cấm cái này. Còn Phật giáo đó về bản chất đó, là con đường trí tuệ, con đường tỉnh thức, con đường giác ngộ, con đường minh triết. Và dĩ nhiên con đường tỉnh thức được Đức Phật giảng dạy là không thỏa hiệp, không tương nhượng với các hình thái mê tín, trong đó có mê tín bói toán. Cho nên Đức Phật mới nói trong kinh Di Giáo đó là các hình thức hành nghề bói toán đó về bản chất đó là nghề nghiệp xấu, nghề nghiệp tà, và khích lệ tăng ni và Phật tử đó nên xa tránh. Thì rất tiếc hiện nay thì vẫn còn đó một số chùa, có thể là do các vị tăng ni không đến trường Phật học nên là không có nắm rõ hết những lời Phật dạy, những điều Đức Phật nghiêm cấm về các hình thức đó.
nên là mới tiếp tục làm. Cũng có một số tăng ni là lấy đó làm phương tiện, khi Phật tử vào hay là những người chưa biết đạo vào đó, mình giảng đạo liền cho họ thì họ không chịu lắng nghe. Cái lo lắng của họ là gì? Hên và xui, tốt và xấu của một năm mới, thì rồi tạm chấp nhận cái mặc định đó, nói dẫn dắt cái câu chuyện vào các cái triết lý Phật giáo để người ta ngộ ra rằng đó hạnh phúc khổ đau thì đều do con người làm đạo diễn, con người viết kịch bản, con người làm diễn viên chính, thậm chí là diễn viên phản diện nữa, nó rất là phức tạp trong cái câu chuyện của mỗi con người. Thì có lẽ cái đó cũng là một cái phương tiện tốt, nếu chúng ta tiếp cận góc độ đó, vấn đề này ở góc độ đó. Như vậy nếu khi được gọi là một phương tiện thì sau khi dẫn dắt người ta vào đạo rồi phải xóa đi cái dàn giáo phương tiện này, còn không chịu xóa dàn giáo phương tiện đó mà vẫn để nguyên thì cái đó nó cho ta là hủy biện. Còn đối với Phật cái quyền thủy thì không thỏa hiệp và dứt khoát là nó không với các hình thức bói toán. Dạ, vâng ạ, cảm ơn thầy.